Ngoại hạng Anh luôn được biết đến như một sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh, nơi quy tụ của hàng loạt ngôi sao đình đám trong thế giới túc cầu. Không những vậy, tính cạnh tranh của các đội bóng tham dự giải đấu đều ngày một tăng lên. Từ cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man United ở những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, cho đến vị thế của tứ đại gia ở những năm cuối thập niên 2000 hay khối Big Six trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngay trong mùa giải năm nay, chúng ta cũng có thể dần nhìn thấy một số ứng cử viên nặng ký khác cho một vị trí trong top 4 dần lộ diện như Newcastle United, Aston Villa, Brighton hay đâu đó là cả West Ham. Có thể nói đó chính là những yếu tố cốt lõi khiến giải đấu cao nhất xứ sở sương mù trở nên rất đáng xem. Thế nhưng ngoại trừ việc trong suốt hơn 20 năm qua, Ngoại hạng Anh đang vắng bóng chủ nhân của danh hiệu cao quý Ballon d'Or thì giờ đây đến cả chất lượng chuyên môn, đến tự đội ngũ vận hành giải đấu cũng bị đặt dấu hỏi. Không ngoa khi nói kể từ đầu mùa giải đến giờ, chưa có vòng đấu nào mà chưa dẫn đến các tranh cãi đến từ VAR hay các quyết định của trọng tài cả. Thậm chí PGMOL, ban quản lý trọng tài chuyên nghiệp, còn phải tổ chức một chương trình thường nhật để giải thích về những quyết định của mình sau các loạt trận, qua đó cho thấy sự công bằng, minh bạch đến từ các vị vua áo đen. Cho dù có lý giải như thế nào đi chăng nữa, về cơ bản thì họ cũng đã phải thừa nhận về một số sai lầm mang tính cá nhân, và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu hay thứ hạng hiện tại trên bảng xếp hạng, mà còn dẫn đến những nghi vấn về việc liệu đây có còn xứng đáng với danh xưng của một giải đấu hàng đầu. Hay nói một cách nghiệt ngã hơn, chính những tác động này đang khiến Premier League tiến hóa lùi ngược về sánh ngang với những giải đấu thuộc nền bóng đá vùng trũng. Mới đây thôi, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 11 giữa Newcastle United và Arsenal, các tranh cãi đã bùng phát dữ dội về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cụ thể, đó là một tình huống mà có đến 3 pha bóng cần phải được mang ra mổ xẻ để đưa đến quyết định có công nhận bàn thắng của Trích Trẻ hay không. Đầu tiên là ngay tình huống khởi nguồn, không có một góc độ máy quay nào đủ trực quan để cho thấy bóng có đi hết vạch kẻ cuối sân hay chưa. Ngay sau đó, Charlington cũng có thể bị thổi phạt về một cú đẩy sau đối với Gabriel Magalhaes. Và quan trọng hơn cả, Anthony Gordon có vẻ như đã ở trong tư thế việt vị khi đệm bóng vào lưới trống. Thế nhưng sau tất cả, bàn thắng vẫn được công nhận cho cầu thủ Newcastle, và đó cũng là pha lập công khiến pháo thủ bị ngắt mạch bất bại kể từ đầu mùa. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã bày tỏ thái độ điên tiết của mình ngay trong cuộc phỏng vấn với BBC khi gọi đó là một điểm đáng xấu hổ của giải đấu này, và thậm chí ông cảm thấy phát ốm về nó. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Bằng cách nào mà bàn thắng có thể được công nhận chứ? Thật sự cảm thấy xấu hổ với những gì mà nó đã diễn ra và cách họ công nhận bàn thắng." Điều này có nghĩa như thế nào ở Premier League, giải đấu mà chúng ta thường gọi là hấp dẫn nhất hành tinh? Tôi đã sống ở đất nước này 20 năm và giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Nhưng rồi kết quả vốn là điều mà chúng ta chẳng thể cứu vãn được nữa. Như trong trận thua của Liverpool vậy, sau cùng thứ nhận lại chỉ là lời thú tội, một án phạt mang tính thủ tục và những lời hứa hẹn cải thiện mà chưa có lấy một phương án cụ thể nào. Nhất là trong các tình huống xác định việt vị, thứ đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết trong các vòng đấu gần đây. Điển hình là bàn thắng không được công nhận của Luis Diaz vào lưới Tottenham Hotspur. Trọng tài phòng VAR đã thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết trong tình huống đưa ra quyết định của mình. Để rồi cuối cùng, thứ nhận lại chỉ là một lỗi nghiêm trọng của con người mà PGMOL đã tuyên bố. Bởi vốn dĩ họ có thể tận dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động, thứ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong kỳ World Cup tại Qatar trước đó. Còn nhớ, tác dụng của công nghệ này đã ngay lập tức được phát huy ngay trong loạt trận đầu tiên thuộc khuôn khổ vòng bảng, hay cụ thể hơn là cuộc đối đầu giữa Ả Rập Xê Út và Argentina. Dẫu rằng La Albiceleste đã có đến 2 lần bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, nhưng công bằng mà nói, đó đều là những quyết định chính xác và minh bạch mà khó ai có thể bàn cãi. Công nghệ bắt việt vị bán tự động tức là sẽ có thêm hàng chục camera được bố trí phủ khắp trên nóc sân vận động để thu thập thông tin từ 29 điểm dữ liệu trên cơ thể cầu thủ 50 lần mỗi giây. Ngoài ra, mỗi cảm biến ở giữa quả bóng còn cho ra 500 kết quả đọc mỗi giây, qua đó giúp phát hiện chính xác thời điểm bóng được tiếp xúc. Từ những cú pháp đó, một phần mềm hỗ trợ AI sẽ được sử dụng để nhanh chóng xử lý tất cả những dữ liệu này để đưa ra bản trình chiếu cuối cùng một cách rõ ràng. Hồi tháng 7 năm 2022, chủ tịch trọng tài của FIFA, ông Pierluigi Collina đã nhấn mạnh rằng đây sẽ là một công nghệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền bóng đá. "Chúng tôi hy vọng rằng công nghệ việt vị bán tự động có thể đưa chúng ta tiến thêm một bước. Đôi khi, quá trình kiểm tra một lỗi việt vị có thể sẽ tiêu tốn nhiều thời gian, đặc biệt là trong các tình huống căng thẳng. Và đây là lúc công nghệ này nên được xuất hiện để đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn." Dẫu rằng đây chỉ là một công cụ mang tính chất hỗ trợ và quyết định cuối cùng vẫn sẽ nằm ở mặt con người, chẳng hạn như bàn thắng của Nathan Ake vào lưới của Fulham hồi đầu mùa. Đó là một pha bóng mà Manuel Akanji đã được xác định chính xác rằng ở trong tư thế việt vị và ở một vị trí có thể cho là đã che chắn tầm nhìn của Beleno. Song quyết định cuối cùng vẫn là một bàn thắng được tính cho Man City. Nhưng ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như thế, thì nhìn một cách tổng thể, công nghệ này sẽ giảm thiểu những quyết định gây tranh cãi đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều ở Premier League hiện nay. Trở lại với câu hỏi,
vì sao họ lại không sử dụng công nghệ có thể tối ưu hóa các quy định này để tránh gây nên những lùm xùm không đáng có? Bởi lẽ không chỉ ở World Cup hay đang được UEFA Champions League áp dụng, mà các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như La Liga hay Serie A cũng đã và đang dự kiến triển khai bắt việt vị bán tự động. Trên thực tế, vốn dĩ các đội bóng ở Anh đã có quyền tự quyết, nhưng giám đốc điều hành của giải đấu đã từ chối đưa nó vào buổi họp đại hội đồng thường niên. Cụ thể, theo báo cáo của ban tổ chức Premier League, vào tháng 6 năm nay, họ sẽ bổ sung thêm 4 camera quan sát tại các trận đấu ở Anh để tăng cường góc nhìn cho tổ trọng tài phòng VAR trong các tình huống bắt lỗi việt vị, thay vì sử dụng hệ thống công nghệ bắt việt vị bán tự động. Tiết lộ từ The Mirror ở thời điểm đó cho biết đề xuất này đã không được đưa vào chương trình của đại hội thường niên của Premier League. Cuộc họp có sự góp mặt của tất cả đại diện đến từ 20 câu lạc bộ trong giải đấu. Quyết định này được lý giải từ việc ban giám đốc của Premier League cho rằng công nghệ bắt việt vị bán tự động có thể sẽ lỗi thời rất nhanh, trước cả khi nó tạo ra được sự khác biệt. Để rồi quyết định cuối cùng là các câu lạc bộ đã đồng ý với PGMOL về việc đặt thêm các camera để cải thiện chất lượng cho VAR, thứ mà họ cho rằng vẫn đang được vận hành tốt. Trong khi đó, Daily Mail thì lại đưa ra lập luận rằng các nhà chức trách cấp cao giải đấu đang đề xuất xem xét một công nghệ khác có tên là SWAT, một công nghệ hoàn toàn mới cũng được vận hành bởi AI để theo dõi từng chuyển động chân tay của cầu thủ để có thể chốt lại một quyết định mang tính chính xác tuyệt đối. Sau đó, một tín hiệu sẽ được gửi đến phòng VAR trong chưa đầy một giây. Đây là công nghệ đã minh chứng được tác dụng của mình trong trận chung kết Europa Conference League giữa Fiorentina và West Ham. Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Luka Jovic là người đã đánh đầu cận thành khiến mảnh lưới của West Ham rung lên, nhưng rồi bàn thắng ngay lập tức bị bác bỏ bởi chân sút người Serbi đã ở trong tư thế việt vị. Mới đây, The Telegraph cũng tiết lộ rằng các nhà lập pháp bóng đá đã bắt đầu thảo luận về những thay đổi đầu tiên về cách hoạt động của VAR. Theo đó, một đội ngũ tham vấn sẽ được cử đến để đưa ra những bước đánh giá nghiêm túc về VAR, đồng thời tìm ra một giải pháp hợp tình hợp lý để tăng cường sự hỗ trợ dành cho đội ngũ trọng tài. Các khuyến nghị chính thức sau đó bao gồm cả việc có nên đưa công nghệ bán việt vị tự động hay sử dụng một công nghệ nào khác sẽ được trình bày cho Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB vào thời điểm diễn ra cuộc họp thường niên vào tháng 3. Dù vậy, nguồn tin này cũng cho biết bất kỳ thay đổi mới nào cũng rất khó có thể được triển khai ngay lúc này. Được biết, IFAB cũng đang thử nghiệm việc các trọng tài sẽ dùng micro để giải thích các quyết định cuối cùng sau khi tham khảo VAR để các khán giả trên sân nắm rõ được tình hình đang diễn ra, đồng thời cho thấy sự công bằng, minh bạch của mình. Tương tự với những thử nghiệm đã diễn ra tại World Cup nữ hồi tháng 8 vừa rồi. Có thể thấy có vẻ như sự ỷ lại vào công nghệ VAR đã khiến đội ngũ trọng tài ở Anh nói riêng và ban tổ chức giải đấu nói chung đang đối mặt với vô vàn cơn sóng phẫn nộ đến từ các cổ động viên. Những nâng cấp không kịp thời về mặt công nghệ đã khiến những sai lầm cứ tiếp nối nhau kéo đến, và cần phải nhìn nhận một thực tế rằng dẫu cho có nhận được sự hỗ trợ tối tân như thế nào đi chăng nữa thì yếu tố cốt lõi vẫn phải là tính chuyên môn đến từ những người trực tiếp cầm còi. Bằng không, nó vẫn sẽ là vấn đề cản trở bước phát triển của một giải đấu mang danh hấp dẫn nhất hành tinh.